quý vị và các bạn. Hiện tại thì miền Bắc đang trong những ngày của tiết trời thanh minh, trời đặc trưng là trong sáng, thế nhưng thực tế thì các tỉnh miền Bắc lại duy trì kiểu thời tiết nhiều mây và có mưa rào rải rác. Nguyên nhân là do khối khí lạnh kết hợp với hội tụ gió ở tầng khí quyển trên cao, gây mưa ở nhiều nơi trên khu vực Bắc Bộ. Trong ngày hôm nay thì khối không khí lạnh cùng với hội tụ gió trên cao đang có dấu hiệu suy yếu dần và di chuyển dần sang phía đông. Tuy nhiên do không khí lạnh yếu lệch đông nên sẽ đưa nhiều hơi ẩm từ biển vào đất liền, nên tại khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trộn lẫn về đêm và sáng sớm. Đặc biệt là tại các vùng ven biển, trạng thái chung của Bắc Bộ là nhiều mây nên chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm là không lớn. Ban ngày, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ, còn về đêm nhiệt độ thấp hơn từ 16 đến 19 độ. Nhìn chung tiết trời vẫn còn lạnh cả ngày và đêm tại đây, quý vị cần chú ý để đảm bảo sức khỏe trong đợt rét nàng bân cuối mùa này, và phải từ ngày mai thì nhiệt độ mới có dấu hiệu tăng dần trở lại. Đến với khu vực các tỉnh miền Trung, trong sáng hôm nay thì vẫn có mưa ở các tỉnh Bắc Trung Bộ, bao gồm Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Tuy nhiên với lượng mưa không nhiều, khoảng trên dưới 5mm, sau đó đến trưa chiều thì trời phổ biến là tạnh ráo, nhiệt độ tăng nhẹ so với ngày hôm qua với mức nhiệt trưa chiều dao động trong khoảng từ 21 đến 24 độ. Riêng Quảng Trị và Thừa Thiên Huế thì nhiệt độ là từ 25 đến 28 độ. Còn các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho tới Bình Thuận, ngày hôm nay trời có nắng vừa phải, nhiệt độ trưa chiều dao động từ 29 đến 32 độ. Sau đó từ đêm nay và sang ngày 8 tháng 4, do quá trình lấn vào của áp cao cận nhiệt đới nên mưa rào và dông sẽ xuất hiện rải rác tại các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho tới Bình Thuận. Đây có thể là những cơn mưa vàng tại khu vực này khi tình trạng khô hạn đã kéo dài trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên người dân cần hết sức đề phòng tình trạng gió giật, mưa đá, lốc xoáy có thể đi kèm trong cơn dông. Lui xuống các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, trong ngày hôm nay thời tiết nói chung ít biến đổi. Vào ban ngày, trời phổ biến có nắng với nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Riêng một số nơi thuộc miền Đông Nam Bộ thì có thể vượt ngưỡng 35 độ, bắt đầu có xu hướng giảm nhiệt yếu tại đây so với những ngày nắng nóng đỉnh điểm vừa qua. Đến chiều tối thì mưa dông cục bộ có thể xảy ra tại một số tỉnh thuộc Nam Tây Nguyên như là Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng và cả khu vực ven biển miền Tây. Dự báo sang những ngày sau thì những cơn mưa trái mùa sẽ xuất hiện nhiều hơn. Đây là dấu hiệu đáng mừng để có thể cải thiện phần nào tình trạng khô hạn và xâm nhập mặn đang diễn ra gay gắt tại thời gian qua ở khu vực này. Tuy nhiên người dân vẫn cần hết sức đề phòng, trong cơn dông có thể đi kèm các hiện tượng như là mưa đá, gió giật mạnh đi kèm trong cơn dông. Trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu nên ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc giảm dần xuống mức cấp 4 có lúc cấp 5 giật cấp 6, khu vực giữa đến Nam Biển Đông phổ biến có gió đông đến đông bắc cấp 4 cấp 5, mưa chỉ xảy ra ở diện vài nơi. Lưu ý là khu vực Bắc Biển Đông thì có mưa rào và dông trong ngày hôm nay. Và đó là diễn biến thời tiết cũng như là nhiệt độ của các khu vực trên cả nước. Cuối bản tin, như thường lệ sẽ là dự báo thời tiết chi tiết các vùng trong cả nước cho đêm nay và ngày mai, mùng 8 tháng 4 năm 2020. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, có nơi trên 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ, riêng khu Tây Bắc từ 21 đến 24 độ, có nơi trên 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào, có nơi có dông, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi từ 13 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ. Ở thủ đô Hà Nội, nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào, có nơi có dông, đêm có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông, gió nhẹ, phía Bắc trời rét, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, phía Nam từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, phía Nam từ 25 đến 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ.
Ở khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ. Chuyển sang thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Khu vực Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Vùng giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Quần đảo Trường Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.